Hello, chào các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ. Vâng, bây giờ đang là 6 giờ sáng. Mặt trời đang lên rất là đẹp. Và tôi sẽ bay con Flycam DJI Mini SE này lên để săn mây và đón bình minh để xem có cái đẹp hay không. Cất cánh thôi. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ok, mặt trời đang ở phía trước. Tôi chuyển qua chế độ S mode và bay lên. Hiện tại là đang là bay chế độ S mode, là chế độ Sport mode là nhanh nhất. Tốc độ đang đi lên là 14 km/h. Vâng, nhiều bạn thắc mắc rằng là nhiều bạn mới chơi thắc mắc rằng là cái con mini này có bay lên được cao được 120 m không hay là 200 m hay không. Xin lỗi các bạn, cho tôi bỏ khẩu trang ra, ở trên này rất là vắng. Gần 300 m rồi. Ba trăm mười mét. Vâng, bên kia là sông Cần Giuộc đấy và cầu Cần Giuộc. Cầu Cần Giuộc, hiện tại tôi đang ở phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đấy. Tôi đang đứng ở dưới đây ở cái chung cư 5 tầng này đấy, chỗ dấu thập. Vâng, rất là nhanh, sắp lên tới đỉnh 500 m rồi các bạn ạ. Maximum flight altitude reached. Ok, maximum 500 m rồi. Và nó đang báo là có gió mạnh. Đấy. Maximum flight altitude reached. Báo gió mạnh quá các bạn ơi. Đấy thì khả năng kháng gió của con này là cấp 5. Kháng gió cấp độ 5. Tức là con mini này nó được trang bị pin LiPo kháng gió cấp độ 5 và nó mạnh như là con mini 2. Tôi quay một vòng cho các bạn xem. Ồ, nó báo gió liên tục. Tay cầm rung này. Kháng gió cấp độ 5 bằng với con mini 2. Để mình ngước lên mình nhìn mặt trời xem. Đó, các bạn thấy nó báo gió mạnh liên tục không? Strong wind warning. Hiện giờ mình muốn lên đây để săn mây nhưng mà rất tiếc rằng là hôm nay trời không có mây. Ngày hôm qua thì còn có.
sao báo gió mạnh hoài vậy ta? Maximum flight altitude reached. Gió quá mạnh. Tôi đứng đây mà gió nó vù 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 luôn. Đó, gió nó làm cho cái gimbal của mình bị rung á. Tôi xoay các bạn xem để thấy là nó khi mà gió mạnh thì cái gimbal nó hơi rung như thế nào đó, nó hay bị giật vậy đó khi mà gió mạnh á. Và các bạn nhìn thấy cảnh báo màu đỏ và nó báo tay cầm rung liên tục này đó. Nhiều bạn thắc mắc rằng là con này có kháng gió này không, thì video này tôi test cho các bạn xem, gió bây giờ đang rất là mạnh á. Cảnh báo liên tục và không kết thúc. Mà tôi đang ở độ cao 500 m. Đó, tôi quay vòng cho các bạn xem. Thì khi mà ở độ cao như thế này và gió mạnh như thế này. Gió mạnh lắm thì maximum flight altitude reached. Gió mạnh như thế này cho nên là gimbal nó mới app nó mới báo đó, nó báo cảnh báo warning màu đỏ liên tục như vậy. Và các bạn, tôi đứng ở dưới đây thì các bạn nghe tiếng vù 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 thì biết là rất là mạnh, khả năng trôi rất là cao đó. Nhưng mà các bạn nhìn thấy vị trí nãy giờ mình đứng không, cái đê đó khác là cao là 501 m, nhưng mà cái đê đó thì cũng chỉ là 0,8 m, tức là nó ráng nó kìm lại ấy, thì độ sai lệch nó chỉ có là 0,7 0,8 m thôi đấy. Cho nên rằng là rất là ăn pin, rất là hao pin luôn. Coi như là nãy giờ mới bay được 7 phút đó, mà pin còn có 40% kìa. Đấy, gió đang rất là vù vù. Các bạn nghe tiếng gió thì sẽ biết ở bên dưới đây trên sân thượng này mà gió như thế này thì ở bên trên cao 500 m như thế nào. Đó, 37% rồi. Cảnh báo gió không hề bị tắt đi. Đó, nó nói bay rất là chú ý nha. Đó, máy bay sẽ không tự return home trở về một cách đúng. Điều khiển gimbal cũng hơi khó khăn các bạn ơi. Ok, 31% rồi. Thôi chắc tôi cho hạ cánh các bạn ơi, cho nó an toàn. Hạ cánh đi cho an toàn. Đó, thổi gimbal lệch rồi. Sau khi pin còn được 3% thì tôi cho hạ cánh. Và bị quẹo gimbal rồi. Đó, các bạn nhìn được chân trời bị nghiêng này. Tôi cho hạ cánh và tốc độ hạ cánh là 10 m/s, sport mode. Vâng, đã xuống được 400 m rồi. Ok, mình bị trôi ra khỏi vị trí.
chui ra khá xa rồi các bạn ơi. Chết rồi. Tôi đang cố di dời lại cái vị trí bàn mình của mình, mà nãy nó bị trôi á. Hai trăm mét rồi, pin còn 22%. Đó, gió rất là mạnh, bộ ấy nó gặt cái bồ kìa. Ok, tới được vị trí đó rồi. Vâng, ở khoảng cách 150m thì tôi đã nhìn thấy flycam. Wow, nó báo pin thấp, nó báo pin thấp các bạn ơi. Còn 2%, nó cảnh báo pin thấp. Ok. Vâng, tuyệt vời các bạn ạ. Pin còn 17% và nãy giờ là bay được khoảng gần 12 phút. Landing. Wow. Đây là con mini SE đã bay ở độ cao 500m trong gió. Và nãy giờ là bay được 12 phút. 12 phút trong gió ở độ cao 500m các bạn à. Đấy. Và pin còn 16%. Tôi kiểm tra motor. Vâng, motor thì cũng không có nóng gì cả. Bình thường. Bên trên máy không có gì, bên dưới bụng hơi ấm một tí xíu thôi. Không có vấn đề gì cả. Đấy. Pin còn 16% sau khi mình hạ cánh thì bay ở trong gió, cảnh báo gió liên tục và ở độ cao 500m maximum thì bay được 12 phút khi mà mình hạ cánh xuống đây là pin còn 16%. Ok, bấm dừng quay phim. Vâng, nếu các bạn cảm thấy thích thú với con DJI Mini SE này và cái khả năng kháng gió của nó thì hãy bấm vào phần mô tả của video để liên hệ với shop Tokyo để đặt hàng cho mình một con. Giá của con này bản lẻ là 7.500.000 đồng. Còn nếu mà bản combo thì được thêm 3 pin, đọc sạc và một cái túi. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.